Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương, tôi không tranh công cũng không đổ lỗi cho cấp dưới. Quý vị và các bạn thân mến, tự gỡ tội cho mình. Lời đầu tiên, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam xin nhận một phần trách nhiệm trong vụ án này, đồng thời khẳng định tôi không tranh công cũng không đổ lỗi cho cấp dưới. Sáng ngày 20 tháng 8, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty sản xuất, xuất nhập khẩu Bình Dương, viết tắt là Tổng công ty Bình Dương, là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do tỉnh ủy Bình Dương là chủ sở hữu, chuyển sang phần tranh luận. Chiều qua ngày 19 tháng 8, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội các bị cáo và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Trong đó, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm cùng bị đề nghị mức án từ 9 đến 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tự gỡ tội cho mình, lời đầu tiên, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam xin nhận một phần trách nhiệm trong vụ án này, đồng thời khẳng định tôi không tranh công cũng không đổ lỗi cho cấp dưới. Bị cáo Trần Văn Nam nói lời cảm ơn các luật sư bào chữa cho mình. Bị cáo Trần Văn Nam khẳng định tỉnh ủy Bình Dương không bao che sai phạm và cũng không trực tiếp chỉ đạo từng doanh nghiệp. Nếu không, các tỉnh khác nhìn vào Bình Dương lại nói sao điều hành sai như vậy. Bào chữa cho bị cáo Trần Văn Nam, luật sư Nguyễn Đình Hưng viện dẫn các chứng cứ thể hiện việc thường trực tỉnh ủy Bình Dương không biết việc Tổng công ty Bình Dương chuyển nhượng trái pháp luật hai khu đất vàng 43 ha và 145 ha ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Luật sư cho rằng thường trực tỉnh ủy Bình Dương, trong đó có bị cáo Trần Văn Nam, chỉ hay sự việc sau khi giao dịch đã hoàn thành. Theo luật sư, từ năm 2018, bị cáo Trần Văn Nam có nhiều ý kiến không để Tổng công ty Bình Dương chuyển nhượng đất và giao cho cơ quan thanh tra vào cuộc. Tháng 8 năm 2018, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bình Dương chủ trì một cuộc họp còn xác định việc chuyển nhượng là đúng, nhưng sau đó bị cáo Trần Văn Nam kiên quyết hủy bỏ việc chuyển nhượng. Với quan điểm trên, luật sư cho rằng bị cáo Trần Văn Nam không có dấu hiệu phạm tội, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, mà chỉ có trách nhiệm trong việc không kiểm tra, nắm bắt kịp thời để xảy ra sai phạm. Về hành vi ký áp khung giá năm 2006 cho việc giao đất năm 2012, luật sư Hoàng Văn Hướng cùng bào chữa cho bị cáo Trần Văn Nam nêu quan điểm, không riêng Tổng công ty Bình Dương mà một số doanh nghiệp khác cũng được giao đất năm 2006 khi chưa có quyết định chính thức, và họ phản đối cách tính tiền theo giá tại thời điểm có quyết định giao đất. Ngoài ra, trong việc ký quyết định thu tiền để giao hai khu đất 43 ha và 145 ha ở thành phố Thủ Dầu Một cho Tổng công ty Bình Dương, luật sư cho rằng bị cáo Trần Văn Nam không có yếu tố vụ lợi và không cố ý làm thất thoát tài sản nhà nước. Bị cáo Trần Văn Nam ký vì tin tưởng các cơ quan chuyên môn như Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Quá trình luận tội, đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố nêu rõ, trong giai đoạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, bị cáo Trần Văn Nam đã ký quyết định số 2631 QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2012 và quyết định số 48 QĐ-UBND ngày 7 tháng 1 năm 2013 về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, khu đất có diện tích 43 ha và 145 ha cho Tổng công ty Bình Dương do bị can Nguyễn Văn Minh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc. Với cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, trực tiếp phụ trách theo dõi và chỉ đạo về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bị cáo Trần Văn Nam biết rõ tiền sử dụng đất là nguồn thu ngân sách nhà nước. Bảng giá trị đất hàng năm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Nhân dân là căn cứ để tính tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 11 năm 2012, ông Trần Văn Nam đã ký công văn số 3444/UBND-KTN có nội dung chấp thuận đơn giá đất để xác định tiền sử dụng đất cho khu dịch vụ do Tổng công ty Bình Dương làm chủ đầu tư trong khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương với đơn giá đất bình quân 51.914 đồng một mét vuông. Theo đề nghị của các bị can thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương và tham mưu của các bị can thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho phép áp giá đất từ năm 2006 để tính thu tiền sử dụng đất cho Tổng công ty Bình Dương năm 2012. Biết rõ việc làm trên là trái quy định của pháp luật,
nhưng bị cáo Trần Văn Nam vẫn quyết định ký ban hành, dẫn đến hậu quả là gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 761 tỷ đồng khi tính tiền thuế trước bạ, tiền sử dụng đất giao khu đất 43 ha và khu đất 145 ha cho Tổng Công ty Bình Dương. Trong giai đoạn cổ phần hóa Tổng Công ty Bình Dương, với chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, bị cáo Trần Văn Nam là người giữ chức vụ cao nhất đối với quyền chủ sở hữu. Bị cáo Trần Văn Nam đã chủ trì tổ chức cuộc họp thường trực Tỉnh ủy để phê duyệt phương án sử dụng đất của Tổng Công ty Bình Dương tại công văn số 470 CVTU ngày 29 tháng 7, 2016. Theo đó, khu đất 43 ha và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú không bàn giao về Công ty Impeco là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Tỉnh ủy Bình Dương quản lý. Tuy nhiên, tại cuộc họp thường trực Tỉnh ủy Bình Dương ngày 17 tháng 4, 2017, mặc dù biết Tổng Công ty Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú, không bàn giao về Công ty Impeco là trái chủ trương của Tỉnh ủy và quy định của pháp luật, nhưng bị cáo Trần Văn Nam đã không yêu cầu Tổng Công ty Bình Dương hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao khu đất về cho Công ty Impeco quản lý để bảo toàn toàn bộ vốn chủ sở hữu theo quy định, mà vẫn chỉ đạo và quyết định cho Tổng Công ty Bình Dương tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, công ty do bị cáo Nguyễn Đại Dương là con rể bị cáo Nguyễn Văn Minh điều hành, dẫn đến hậu quả là toàn bộ quyền quản lý của nhà nước tại dự án khu đô thị, thương mại, dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha đã bị chuyển sang công ty tư nhân. Để che giấu sai phạm của Tổng Công ty Bình Dương và trách nhiệm quản lý của chủ sở hữu, bị cáo Trần Văn Nam tiếp tục chỉ đạo hợp thức hóa công văn số 947 CVTU đề ngày 19 tháng 5, 2017. Thực tế, công văn được lập vào tháng 10, 2018. Đính chính, thông báo số 287 TBTU ngày 24 tháng 7, 2017 và công văn số 477 CVTU đề ngày 29 tháng 8, 2016. Thực tế, công văn được lập vào tháng 3, 2019, điều chỉnh công văn số 407 CVTU ngày 29 tháng 7, 2016, làm sai lệch bản chất nội dung phê duyệt chi tiết phương án sử dụng đất của chủ sở hữu là Tỉnh ủy Bình Dương tại công văn số 407 CVTU ngày 29 tháng 7, 2016. Hành vi của bị cáo Trần Văn Nam cùng các đồng phạm dẫn đến hậu quả gây thất thoát cho nhà nước số tiền gần 985 tỷ đồng. Lương thấp không đủ trang trải, giáo viên xin nghỉ là việc diễn ra hàng năm. Thưa quý vị, đa phần, nguyên nhân chính khiến giáo viên quyết định nghỉ việc là do thu nhập thấp. Có giáo viên bỏ nghề đi làm kinh doanh. Bên cạnh việc đi tìm lời giải cho bài toán thiếu giáo viên, một số lãnh đạo trường trung học phổ thông cho biết, trường còn phải đối mặt với tình trạng giáo viên biên chế xin nghỉ để chuyển sang làm công việc khác với mức thu nhập cao hơn. Chuyện giáo viên xin nghỉ việc diễn ra hàng năm. Trao đổi với phóng viên tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Văn Hà, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Việt Yên số 2, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, theo kết quả học sinh khối lớp 10 đăng ký chọn môn cho thấy, nhà trường đang dôi dư giáo viên khoa học xã hội trong năm học 2022-2023. Đơn cử ở môn lịch sử, trường thừa tổng số 100 tiết. Do đó, ngoài bố trí thầy cô làm chủ nhiệm lớp, dạy chương trình giáo dục địa phương thì sẽ phân công giáo viên tham gia coi thi giữa kỳ và cuối kỳ. Như vậy, giáo viên hoàn toàn có thể lấy giờ coi thi quy đổi thành số tiết, sao cho đủ 17 tiết mỗi tuần. Năm học này, trường có tổng 1.420 học sinh, 80 giáo viên và chỉ có 1 nhân viên y tế học đường, thiếu 2 nhân viên ở vị trí thư viện và văn thư. Hai vị trí còn thiếu này đang được nhân viên y tế học đường kiêm nhiệm nên công việc liên quan không thể vận hành tốt. Số lượng học sinh đông nhưng trường chỉ có 50 bộ máy tính. Do đó, trường đề xuất cấp thêm 25 bộ máy tính để kịp thời đáp ứng yêu cầu đào tạo trong năm học này, thầy Nguyễn Văn Hà chia sẻ. Cũng theo thầy hiệu trưởng, năm học trước, ngoài số lượng giáo viên chuyển trường về hưu thì có một số giáo viên đã nghỉ việc để chuyển sang kinh doanh. Thực tế, câu chuyện giáo viên xin nghỉ việc vẫn diễn ra hàng năm. Qua lắng nghe, chia sẻ tâm tư của giáo viên, tôi nhận thấy, dù một số giáo viên yêu nghề nhưng do mức thu nhập không đủ trang trải cuộc sống nên họ mới quyết định bỏ việc, chuyển hướng sang kinh doanh để có nguồn thu nhập cao hơn, thầy Nguyễn Văn Hà cho biết. Tương tự, câu chuyện có giáo viên bỏ việc cũng xảy ra ở trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 1, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Theo ý kiến của vị đại diện trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 1 cho biết, năm học trước trường có 2 giáo viên xin nghỉ việc với nguyên nhân là do mức thu nhập eo hẹp. Mỗi giáo viên khi đến với nghề dạy học đều bắt đầu từ tình yêu và tâm huyết với nghề. Thế nhưng nỗi lo về kinh tế khiến họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thu nhập thấp là nguyên nhân dẫn đến việc có giáo viên đã buộc phải xin nghỉ, chuyển hướng sang làm công việc khác với mức lương cao hơn.
số lượng giáo viên tuyển dụng theo Nghị định 140 còn rất ít. Chia sẻ với tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang nói, thực tế trong kỳ học vừa qua, Sở cũng ghi nhận một số trường hợp giáo viên nghỉ việc, rải rác ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như giáo viên chuyển địa điểm cư trú, khó khăn về kinh tế. Về vấn đề thiếu giáo viên cho năm học mới, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết, trước đó, Sở đề nghị các trường trung học phổ thông thống kê, tham mưu số lượng giáo viên cần bổ sung gửi về Sở, căn cứ vào báo cáo năm học 2022-2023, Sở cần tuyển dụng 37 chỉ tiêu giáo viên. Tuy nhiên do không có nguồn nên hiện tại Sở vẫn chưa tuyển được 3 giáo viên ở môn tin học và tiếng Nhật. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành ở địa phương để hướng dẫn các trường trung học phổ thông khắc phục khó khăn khi thiếu giáo viên.